À, dạ em xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Hôm nay là phiên lan rừng tối ngày 14 tháng 1 năm 2024 nha mọi người. À, thì hôm nay em tiếp tục về đề một số mặt hàng lan rừng. Thì sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra từng hình và đánh số thứ tự. Thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó nha. Dạ rồi thì em xin điểm sơ mặt hàng có ngày hôm nay. Thứ nhất là em về có lan bạch hổ hoàng nha mọi người. Em được 3 phần nè. À, tiếp theo là lan gấm thượng hải nha mọi người. À, rồi lan quế trắng tháng 8 nè. À, rồi lan kiều cánh tua này, rồi lan cẩm báo nha mọi người, đấy, rồi thanh đạm hàm long, rồi lan hoàng thảo thập hoa nha mọi người, đấy, rồi kiều mỡ gà nha mọi người, đông rừng con tum, rồi kiếm xích ngọc này, đấy, rồi hắc mao này, rồi hôm nay có một số cái phần hoàng thảo dạ phi nha mọi người, cái dòng này thì lâu lâu mới có nha mọi người, đây là một cái combo lộn xộn. Rồi thì hàng về lúc nào thì em bán lúc đó nha mọi người, thì có ít bán ít, có nhiều bán nhiều, có gì bán nấy nha mọi người. À, tí em sẽ quay cụ thể từng cái hình một thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó giúp em nha. Dạ rồi, à, trước khi mà quay chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2, số điện thoại Zalo liên hệ là 070-611-5694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship là ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi thống nhất phí ship 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Thì mọi người nhận hàng thì thanh toán 30k ship là xong nha mọi người. Nhờ đó thì chỗ cái số Zalo của em á, do em dùng lâu năm cái này kia thì nhân bạn nó bạn đầy rồi. Thì mọi người không kết bạn được nha mọi người. Thì mọi người cứ vui lòng nhắn tin qua kênh người lạ, gửi video hoặc nhắn tin thì bình thường hết nha mọi người. Còn kết bạn là không được thôi. Thế nên mọi người cứ nhắn tin cho em, nếu mà qua đường Zalo thì mọi người bạn nhắn kênh người lạ là được nha mọi người. Nhờ rồi. Do cô chú anh chị các bạn được này cũng lưu ý luôn cái đó luôn. Nhờ đó thì ngoài mặt hàng lan rừng thì em còn chia sẻ thêm sản phẩm cho gia đình kênh, nhưng mà hôm nay sản phẩm thì em cũng hết rồi, thì qua Tết có lại thì em sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị về dòng thử nha. Rồi thì thời gian qua thì em đã chia sẻ rất là nhiều này, cô chú anh chị phản hồi lại rất là tích cực nha mọi người. Rồi thì cái cây trà dây rừng thì nó có tác dụng là hỗ trợ điều trị dạ dày, diệt vi khuẩn HP, kháng viêm, ăn thần các loại nha mọi người. Thì nó đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày, đại tràng, trực tràng nha mọi người. Rồi thì thời ngoài cái tác dụng kiểu trên thì em giới thiệu cho chú anh chị một cái công trình nghiên cứu khoa học, đó là nghiên cứu tác dụng của polyphenol trong cây trà dây rừng nha mọi người, trên một số chỉ số lipid máu và mô bệnh học sơ vữa động mạch nha mọi người. Nghĩa là cái thành phần trong cây trà dây rừng nó có tác động đến một số cái chỉ số lipid máu nha mọi người. Lipid máu hay gọi là mỡ máu á. Đấy thì cái mỡ máu thì nó có chỉ số nha mọi người. Như thế nào là mỡ máu cao, như thế này là mỡ máu thấp nha mọi người. Rồi. Thì mỡ máu mình cao thì nó ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu nha mọi người. Máu nhiễm mỡ đó. Thì nó gây có thể gây tắc nghẽn, gây sơ vữa và gây tắc nghẽn và gây vỡ động mạch nha mọi người. Đấy, và một số cái là nó gây đột quỵ nha mọi người. Cái bệnh này rất là phổ biến trong thời đại hiện đại bây giờ. Đấy, nói chung là nhiều nhân tố, nhiều tác nhân nó gây bệnh này kia đấy. Nhưng mà mình biết đến một số cái phương pháp phòng bệnh thì nó sẽ rất là tốt nha mọi người. Cái tài liệu này thuộc Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công bố nha mọi người, thì ai cũng có thể xem được. Đấy, thì mà tài liệu này tài liệu khoa học nha mọi người. Em vẫn để cái đường link bên dưới ở phần bình luận nhận xét bên dưới này. Thì mọi người tải về bên điện thoại hoặc máy tính cũng được, in ra như thế này. Đấy, cùng là 8 trang nha mọi người. Đấy, thì mọi người về đọc 8 trang 1 thì nó cũng nhanh, cái này kia nó đầy đủ hết tất cả thông tin nha mọi người. Đó thì mọi người tham khảo thêm như một cái tài liệu rất là quý cho sức khỏe nha mọi người. Đặc biệt là mỡ trong máu nó ấy nè, thứ hai là sơ vữa động mạch, mấy cái bệnh này rất là nguy hiểm. Đấy. Dạ rồi, thì thời gian tới em chia sẻ cái này nhiều hơn nha mọi người. Dạ rồi, mọi người theo dõi cái mặt hàng lan rừng mà em có thể chia sẻ thêm sản phẩm trà dây rừng trên kênh. Mọi người vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Dạ rồi, theo thứ tự thì em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới cho mọi người dễ theo dõi nha. Dạ rồi, đầu tiên thì em giới thiệu lan bạch hổ hoàng nha mọi người. Thì lâu lắm rồi em mới có về lại cái lan này. Cái dòng này lan tạo hóa nó thân là nó rất là nhỏ nhưng mà hoa, nhưng hoa rất đẹp nha mọi người. Mùa này thì cây cũng đang có nụ một số cái đang lên hoa nha mọi người. Đấy, hoa ở vùng rừng em nó có ba màu, trắng và vàng và đỏ này, dưới này đỏ này, đó. Đây đang nụ này. Đấy. Dòng mà siêu nhỏ nhưng mà hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi đó lan bạch hổ hoa này, đấy, lan siêu xinh và siêu đẹp rồi nha mọi người, đó khi nó nở bung rồi này, đó lan bạch hổ hoa nha mọi người. Rồi hình số 1 nha mọi người, hình số 1 là 100.000 cho 10 nguyên bản bạch hổ hoa. Ở đây là nguyên bản đầu tiên này, đấy, thì ngồi tự nhiên nó mọc như thế nha mọi người, đấy cái cây như này nó vẫn ra hoa bình thường này.
Rồi tiếp theo là đánh phiên bản số 2 này. Đấy. Đây, cây nguyên bản số 2 đang nụ nhưng mà đang nụ li ti nhỏ này. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 3 này. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 4 này. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 5 này. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 6 này. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 7 này. Rồi nguyên bản số 8 này. Nguyên bản số 9 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 10. Rồi 10 nguyên bản bạch hỏa hoàng nha mọi người, hình số 1. Hình này là hình 100.000 cho người về sưu tầm nhé. Đấy, đang 10 nguyên bản. Tiếp theo là đánh hình số 2, hình số 2 cũng 10 nguyên bản 100.000 luôn. Thì gồm có các nguyên bản này, đấy. Đây nguyên bản đầu tiên này. Đó. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 2 này. Rồi cây nguyên bản số 3 này. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 4 này. Đấy, đang nụ này. Đấy. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 5 này. Rồi nguyên bản số 6 nhưng mà đang nụ này. Đấy. Rồi nguyên bản số 7 này. Rồi nguyên bản số 8 này. Nguyên bản số 9 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 10 nha mọi người. Rồi. 10 nguyên bản bạch hỏa hoàng nha mọi người. Cái cây như thế này nó vẫn lên nụ này. Đó. Rồi, 10 nguyên bản bạch hỏa hoàng hình số 2 nha mọi người. Đây hình 100 cho mọi người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 3. 100.000 cho 25 về PR và nguyên bản nha mọi người. Cũng có các cây này, 1 này. 2 này. Đấy. Đấy, một số cái đang nụ nha mọi người. 3 này, đấy đang nụ này. Đó. Rồi 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. Đấy. 11 này. 12 này, 13 này. 14 này. 15 này. 16 này. Đấy, 17 này. 18, 19 này. 20 này. 21 này. 22 này, 23 này, 24 này, 25 này, đó. Rồi, 25 cái này, em hình này 100.000 nha mọi người. Đấy. Rồi, em có 3 phần bạch hỏa hoàng nha mọi người. Em nội đang rừng cho hoa rất đẹp luôn. Dạ rồi, tiếp theo ngày hôm nay em tiếp tục về có lan cấm thượng hải nha mọi người. Rồi, thì lan cấm thượng hải thì hoa rất đẹp nha mọi người. Hoa nó đây. Đấy. Rồi khi lan gấm thượng hải nở hoa thì rất là đẹp luôn. Đấy. Dòng này hoa phân nhánh rất là nhiều hoa nha mọi người. Từ khi nó nụ và nó khi nó bông hoa đều rất là đẹp nha mọi người. Lan gấm thượng hải nè. Rồi hình số 4 nha mọi người. 150 cho 2 nguyên bản lớn nha mọi người. Rồi đây là cây nguyên bản đầu tiên này. Đấy, cây ngồi tự nhiên nó mọc như thế này nha mọi người. Cái này cũng có 1 ngọn này, 2 ngọn này, 3 ngọn này. Đó. 3 nguyên bản nha mọi người. Mùa này gấm nông đang một số cái đang có nụ nha mọi người. Đây này ba nhánh này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đấy, này cũng có 1 ngọn này. Và các ngọn đây này nha mọi người. Đó. Đây, đang nụ nó này. Đấy, này nụ gấm nha mọi người. Đấy. Rồi, rất là tự nhiên luôn nha mọi người. Về mọi người trồng cái này cái cây này nó có thể nó lên những cây nhỏ mới nha mọi người. Cái con ấy đang lên nước như thế này này. Đó. Rồi, hai nguyên bản gấm nha mọi người. Hình số 4 nha mọi người, 150. Rồi, tiếp theo đến hình số 5 nha mọi người, 150 cho hai dừa lớn 10 ngọn. Rồi, đây là dừa lớn đầu tiên này. Đấy. Gồm có 1 2 3 này, 4 này, 5 này, đó, 5 ngọn gấm trên một dừa này mọi người. Đấy. Ngoài tự nhiên nó mọc như thế thôi nha mọi người. Đây một số cái thì nó cũng hoa. Đấy. Rồi tiếp theo là đến dừa số 2 này. Dừa này cũng có 1 2 3 ngọn này. Đó. Rồi thế trời cũng rất đẹp nha mọi người. Đấy. Rất đẹp luôn. Rồi hai dừa lớn nha mọi người. Hai dừa lớn này 150 nha mọi người. Đấy. Dừa này thì nó ít. Rồi tiếp theo là đánh hình số 6 nha, 120 cho 6 cây lớn nha mọi người. Rồi thì cũng có các cây như thế này. Đấy, ngồi tự nhiên thì gấm nó mọc treo như thế này nha mọi người. Năm người về cứ ghép theo thế tự nhiên nó là đẹp rồi nha mọi người. Thì nó về nó là những ngọn mới trên này này. Đó. Rồi tiếp theo là đánh cây lớn số 2 này. Rồi tiếp theo là đánh cây lớn số 3 này. Rồi tiếp theo là cây lớn số 4 này. Đó. Rồi cây lớn số 5 này. Đấy, rồi cây lớn số 6 này. Đó, 6 cây lớn gấp thượng hải nha mọi người. Cái này đang nụ này. Đó, này cũng đang lên nụ luôn nha mọi người.
Rồi, 6 cây lớn gấm nha mọi người, hình số 6 120. Tiếp theo là hình số 7 120 cho 6 cây lớn nha mọi người. Đây là cây đầu tiên nè. Rồi tiếp theo là cây lớn số 2 này. Đấy, ngồi tự nhiên thì nó mọc như thế này thôi mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đấy, ngồi tự nhiên nó mọc như thế. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Rồi tiếp theo là cây số 5 này. Đó. Cây số 5. Rồi tiếp theo là cây số 6 này. Đó, 6 cây gấm nha mọi người. Cái này cũng đang có một cái nụ này. Rồi, hình số 7 nha mọi người, 120 cho 6 cây lớn. Tiếp theo là đến hình số 8 nha mọi người, đấy 100.000, 110 cây lớn nha mọi người. Ở đây là cây đầu tiên này, đấy ngồi tự nhiên nó mọc như thế nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là đến cây số 2 này. Rồi tiếp theo là đến cây số 3 này. Đấy, nó mọc như thế. Rồi tiếp theo là đến cây số 4 này. Đó, 4 cây gấm này. Rồi tiếp theo là cây số 5 này, đấy, đang nụ hoa này. Rồi tiếp theo là cây số 6 này. Ok, số 7 này. Đó. Ok, số 8 này. Ok, số 9 này. Ok, số 10, đó, 10 cây gấm nha mọi người. Hình 10 cây, 100.000 cho mọi người về sưu tầm, lan gấm Thượng Hải hình số 8. Tiếp theo là đến hình số 9, 100.000 cho 10 cây lớn luôn. Rồi đây là cây đầu tiên này. Đó, cây này thì cũng đang nụ hoa này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Rồi cây số 5 này. Đấy. Cây số 6 này. Cây số 7 này. Cây số 8 này. Cây số 9 này. Rồi cây số 10 nha mọi người. Đó, 10 cây gấm mọi người về sưu tầm. Đấy. Rồi hình này là hình số 9 100.000. Tiếp theo là đến hình số 10, hình số 10 100.000 cho 10 cây luôn. Ở đây là cây đầu tiên này. Đấy. Tiếp theo là cây số 2 này. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Rồi cây số 4 này. Rồi cây số 5 này. Cây số 6 này. Cây số 7 này. Rồi cây số 8 này. Cây số 9 này. Cây số 10 đó. Rồi 10 cây gắm nha mọi người, hình số 10. 100.000 cho mọi người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 11, 100.000 cho 10 cây luôn. Ở đây là cây đầu tiên này, đấy, tiếp theo là cây số 2 này. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Rồi cây số 5 này. Cây số 6 này. Cây số 7 này. Cây số 8 này. Cây số 9 này. Cây số 10 này, đó, 10 cây gấm nha mọi người. Đó, về trồng theo thế tự nhiên nó thì nó cũng ok này mọi người, đây hình số 11 100. Tiếp theo là đến hình số 12. 100.000 cho 27 cây nhỏ nha mọi người, đây cũng có cây như thế này. Đó, đây là cây đầu tiên này. Đó, này thì cũng đang có nụ hoa rồi nha mọi người. Đó. Đó, tiếp theo là cây số 2 này. Đó. Này cũng nụ hoa nó luôn nha mọi người. Đó, hai cây lớn có nụ hoa này. Rồi và các cây nhỏ hơn nha mọi người. Đây này hàng giống. Hai nè. Ba nè. 4 nè, 5 nè. 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15 nè, 16, 17 nè, 18 nè, 19 nè, 20 nè, 21 nè, 22 nè, 23 nè, 24, 25, 22 cây lớn, 27 nha mọi người. Đấy. Hôm nay thì được nhiều đầu ngọn hơn nha mọi người. Nếu mọi người về trồng thì đừng quan tâm lá dứa. Chủ yếu mình chăm những lớp ngọn tre như thế này. Đó. Nó sẽ ok thôi. Đấy. Rồi hình số 12, 100.000 nha mọi người. Đó là lan gấm Thượng Hải. Tiếp theo là đến hình số 13 nha mọi người. Đấy. Lan bạch họ hoàng. Đấy, bạch họ hoàng và lan hoàng thảo tập hoa nha mọi người. Đấy, tập hoa đây. Rồi hai loại lan hình 13 nha mọi người, 100.000 cho hai nguyên bản. Rồi đây là nguyên bản bạch hỏa hoàng nha mọi người. Đấy, thì ngồi tự nhiên nó mọc như thế này nha mọi người. Đó, cây đang hoa luôn, đây nguyên bản nó luôn. Nên mọi người không cần phải ghép nữa. Đấy, cây đang nụ hoa này. Đấy, rất là nhiều nè. Đó, các cái thân lá này kia nó vẫn ra hoa bình thường nha mọi người. Rồi tiếp theo là một cây nguyên bản hoàng thảo tập hoa nha mọi người. Thấy dòng tập hoa nó rất là đẹp nha mọi người. Đấy.
hoa rất là chi chít này, đấy bách hoa này, xài hoa, hai hoa đất đẹp mọi người, rồi hai nguyên bản mọi người, hoàng thảo tập hoa và lan bạch hỏa hoàng mọi người, hai nguyên bản người về sưu tầm hình này hình 13-100 mọi người, rồi hai loại lan. Giờ đây tiếp theo ngày hôm nay em có lan quế trắng tháng 8 nha mọi người, lan quế trắng tháng 8. Đây, dòng van đa đĩa gió nha mọi người, cho hoa rất đẹp nha mọi người, hoa rất thơm, lan quế trắng tháng 8 nha mọi người. Rồi hình số 14 mọi người, 100.000 cho 4 cây xếp lớn nè. Rồi đây là cây đầu tiên nè. Đây là cây quế xếp đầu tiên nha mọi người. Tiếp theo cây số 2 này. Đó, cây lớn nha mọi người. Hàng rất là khỏe luôn. Rồi tiếp theo là cây quế số 3 này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đó, 4 cây quế trắng nha mọi người. Hình 100.000 cho mọi người về sưu tầm. Hình số 14 nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình 15, 100.000 cho 4 cây luôn. Đó. Rồi đây là cây đầu tiên này. Đấy, cây lá xếp nhưng mà cho người về trồng lớn rất là nhanh. Đấy, tiếp theo là cây số 2 này. Đấy, tiếp theo là cây số 3 này. Và tiếp theo là cây số 4 nha mọi người. Đó, 4 cây quế xếp rất đẹp. Đấy. Rồi hình 15 100.000 nha mọi người. Hình 16 nè. 100.000 cho 4 cây luôn. Đấy. Đây là cây đầu tiên này. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Đấy, là hoa phát trái này. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đó, tiếp theo là cây số 4 rồi, 4 cây quế xếp rất đẹp nha mọi người. Rồi hình quế trắng hình số 16 nha mọi người, 100.000. Tiếp theo là đến hình số 17, 100.000 cho 4 cây luôn. Ở đây là cây đầu tiên này. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 2 nè. Rồi tiếp theo là cây số 3 nè. Rồi tiếp theo là cây số 4 nè. Đó, 4 cây quế xếp nha mọi người. Hình này hình 100 cho mọi người về sưu tầm hình 17. Rồi. Tiếp theo ngày hôm nay em có lan kiều cánh tua nha mọi người. Đấy, kiều cánh tua hoa màu vàng rất đẹp nha mọi người. Đấy. Hai cánh vàng nó tua. Đấy. Rồi hình 18 nha mọi người. Đấy. 100.000 cho hai nguyên bản nha mọi người. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên nè. Đấy, một cây nguyên bản lớn nha mọi người. Cũng có 1 2 3 nè. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 thân tơ nha mọi người. Đây một cái cây nguyên bản này. Đó. Rất là hay nha mọi người. Rồi cây nguyên bản số 2 nè. Hôm nay cũng có 1 2 3 4 5 6 7 thân tơ nha mọi người. Đấy. Rồi hai nguyên bản kịp cánh tua nha mọi người. Hôm nay nguyên bản người về không cần phải ghép nữa. Hình 18 100 cho người về sưu tầm. Đó, lan kịp cánh tua. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em mang về có lan cẩm báo rất đẹp nha mọi người. Đấy, hoa của nó đây. Hoa to và đẹp nha mọi người. Đấy, nhìn cái màu nó giống như một cung điện nó là nguyên nga nha mọi người. Hải lan cẩm báo dòng van đa đĩa gió cho hoa rất đẹp nha mọi người. Từ hoa thân lá đều đẹp nha mọi người. Cho cái này rất là hay luôn. Hôm nay em về có các cây lớn này. Đấy. Rồi hình 19 này, 100.000 cho hai cây lớn nha mọi người. Rồi đây là cây đầu tiên này. Đấy, cây cẩm báo quá đẹp rồi nha mọi người. Đó, cây to lớn, lấy dòng này đĩa gió này, đấy cẩm báo ra đĩa gió rất đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây lớn số 2 này. Đấy, cây người về trồng ở vườn thì lên những cái lá non mới này nên sẽ rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Ra và hoa rất dài nha mọi người. Hoa nhiều hoa đấy. Rồi hai cây cẩm báo lớn hình số 19 nha mọi người, 100.000 cho hai cây. Tiếp theo là đến hình 20 cũng hai cây lớn nha mọi người. Hôm nay có hai phần là hai cây lớn. Rồi đây là cây đầu tiên này. Đấy, bộ lá rất là to nha mọi người. Đấy, hàng rừng nó như thế này thôi. Đấy, mọi người thấy chỉ chít các bách hoa luôn. Đấy, hoa chỉ thiên này rất là khỏe này. Đấy. Rồi tiếp theo là cây lớn số 2 này, đó quá đẹp luôn nha mọi người. Đấy, những cây như này, đấy người này, đấy cẩm báo ra rễ rất là chắc luôn nha mọi người. Nhìn rễ là mềm luôn, đấy. Lá cũng đẹp mà rễ cũng đẹp, hoa cũng đẹp luôn. Đấy. Rồi hình 20 nha mọi người, 100.000 cho mọi người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 21, 100.000 cho 6 cây lớn là cẩm báo nha mọi người. Ở đây là cây đầu tiên này, đấy hàng rừng nhìn rất là chắc nha mọi người, quá đẹp luôn. Đó. Rồi tiếp theo là cây lớn số 2 này. Đó. Rồi tiếp theo là cây lớn số 3 này. Lớn số 3 này. Đó. Rồi cây lớn số 4 này.
Rồi tiếp theo là cây lớn số 5 này, đó 5 cây lớn nha mọi người. Rồi, đó là các 5 cây lớn cảnh báo nha mọi người. Quá đẹp luôn. Đây, không thể che vào được nha mọi người. Rồi hình cảnh báo 21 100 nha mọi người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 22 100.112 cây nha mọi người. Gồm có các cây này. Đây là cây đầu tiên, đây nhìn nó khỏe nha mọi người. Như thế này nó ra hoa luôn. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Rồi tiếp theo là cây số 5 này. Đấy, cây số 5 này, rồi cây số 6 này. Đấy. Rồi cây số 7 này, đây mọi người về trồng ở vườn nó sẽ rất đẹp nha mọi người. Cây số 8 này. Đấy, cảnh báo rất đẹp nha mọi người. Cây số 9 này. Đấy. Cây số 10 này, 11 này, 12 này. Đó, 12 cây cảnh báo nha mọi người. Cái này nó đi rỉ trên lũa rất đẹp nha mọi người. Hình số 22 100.000. Tiếp theo là đến hình 23 100.112 cây luôn. Mình có các cây này, 1 nè. Rồi 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. Đẹp nha mọi người. Rồi 7 nè. 8 nè. 9 nè. 10 nè. 11 nè, 12 nè, đó, 12 cái cầm báo rất đẹp nha mọi người. Rồi, quá đẹp luôn. Rồi, hình này hình 23 100.000 nha mọi người. Về sưu tầm lan cầm báo. Tiếp theo là đến hình 24 nha mọi người. 24 là loại lan giống 100.000 cho 30 cây nha mọi người. Hãy cùng với cây như thế này, 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè, 5 nè, đấy. 6 nè, 7 nè, 8 nè, đấy mọi người thấy về trồng lá mướt mát này sẽ đẹp mà, đấy. Rồi 9 nè, đấy, 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15 nè, 16 nè, 17 nè, 18 nè, 19 nè, 20 nè, 21 nè, rồi 22, 23, 24 nè, 25, 26 nè, 27, 28 nè. Nói chung là đủ 30 cây mà em đếm. Đấy, có cả các cây nhỏ nữa nha mày, đấy hàng giống. Đấy. Rồi hình số 24 nha mọi người, 100.000 cho 30 cây là cầm báo giống nha mọi người. Đấy, lan cho rất đẹp luôn. Rồi, tiếp theo hôm nay em có lan thanh đạm Hàm Long nha mọi người. Đấy. Thanh đạm Hàm Long hồng rất đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi hoa lớn, em thanh đạm lớn nha mọi người. Hình 25 150 cho dì lớn nha mọi người. Đấy. Rồi đây là một cái dì rất là to nè. Đấy hôm nay mọi người về có một cái khúc lũa cái gì mọi người úp vào là ok luôn nha mọi người. Cái này thế của nó là nó úp vào nha mọi người. Đấy. Rồi, úp vào nó xóa ra các hoa này. Cái hoa thanh đạm rất là to nha mọi người. Đó, thế úp trụ xung quanh rất đẹp nha mọi người. Đó, thế là hoa nó ra là đẹp thôi. Đấy. Rồi, nguyên dì của nó nha mọi người. Đấy, nguyên dì rất là nhiều phân tơ. Đấy, hình 25 150 cho dì lớn nha mọi người. Đó, cây ra hoa rất sai. Rồi, tiếp theo là đến hình 26 nha mọi người. Đang 100.000 cho dì lớn nè. Rồi, đây cũng một cái nguyên dì rất là to nha mọi người. Đấy. Rồi, mọi người về vào chậu hoặc ghép ấy cũng được đấy. Rồi đây rất đẹp nha mọi người, đấy từ đó luôn. Rồi hình 26 100 nha mọi người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình 27 nha mọi người, đấy thanh đạm Hàm Long và có cái cây lọng, cái lọng này thì em cũng rõ tay nhưng mà đấy, đây này, nó đây nó hoa cũng khá là đẹp nha mọi người, độc đáo đấy. Rồi hình 27 hai loại nha mọi người, thanh đạm Hàm Long và lọng, lọng đây này. Đấy. Rồi, người về sưu tầm đấy lan lọng nha mọi người, hoa cũng khá là hay. Đó. Rồi tiếp theo là một cái dây lan thanh đạm Hàm Long rất đẹp nha mọi người. Đó, ra hoa có trái như này mà hoa Hàm Long thì rất là to nha mọi người. Rồi hai loại lan nha mọi người, lan lọng hoa cũng rất đẹp này. Rồi hai trong một nha mọi người, hai trong một 100.000 cho người về sưu tầm hình 27. Đấy. Lan lọng này cũng khá là hay.
Rồi, tiếp theo ngày hôm nay thì em có lan hoàng thảo thập hoa nha mọi người. Đấy. Hôm nay em có các hình lan rất đẹp nha mọi người, cái kia rất đẹp. Đấy, hoa mà hoa thập hoa này. Đấy, dòng này thì nó một mắt của nó rất là nhiều bông. Đấy. Khi nó nở nhiều thì nó sẽ rất là đẹp nha mọi người. Đó. Rồi, thập hoa nó có cái dạng đột biến này. Đấy. Hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy. Đó, khi nó nở rất là nhiều nụ như thế này nên nó nhìn rất là sai. Rồi đó là lan hoàng thảo thập hoa nha mọi người. Rồi đang rừng cho rất đẹp luôn. Rồi hình 28 nha mọi người. Hình 28 100.000 cho hai dì lớn nha mọi người. Ở đây là dì lớn đầu tiên này. Ở dì này thì gồm rất là nhiều thân tơ nha mọi người. Hai mọi người lên chậu cố định các thân tơ xếp lại với nhau thì nó rất là đẹp nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là dì lớn số 2 này. Đấy, một dì rất là to nha mọi người. Đấy, như thế này thì ra hoa là chi chít luôn. Đấy, các vòi hoa bách hoa cũ của nó này. Đó. Rồi này dì lớn thì nó nứt cây con, tâm mùa nó nứt cây con rất là nhiều. Rồi hai dì lớn nha mọi người, hoàng thảo thập hoa. Đấy. Cái này nó vừa ấy vừa lên nứt cây con này, đấy cứ cây con quá trời luôn nha mọi người. Hai rồi hình 28 100 nha mọi người, hai dì lớn. Tiếp theo là đến hình 29 100.000 cho ba dì lớn nha mọi người. Ở đây là dì lớn đầu tiên này, đấy rất là nhiều thân tơ này. Đấy. Rồi tiếp theo thì về số 2 này. Đó. Rồi tiếp theo là về số 3 này, đó, 3 dì lớn nha mọi người. Đấy, này mọi người trồng lên chậu nhìn rất đẹp nha mọi người. Rồi 3 dì lớn thập hoa hình 29 nha mọi người, 100.000. Tiếp theo là đến hình số 30. 100.000 cho 3 dì lớn luôn. Ở đây là dì lớn đầu tiên này, đấy dì rất đẹp nha mọi người. Đây mọi người về ghép thì nhảy rất là ok luôn. Rồi tiếp theo là dì số 2 này. Đấy. Rồi tiếp theo là dì lớn số 3 này. Đó, 3 dì lớn thập hoa rất đẹp nha mọi người. Rồi, hình số 30 100.000. Tiếp theo là đến hình số 31 100.000 cho 5 dì lớn nha mọi người. Ở đây là dì lớn đầu tiên này. Đó. Rồi tiếp theo đến dì lớn số 2 này. Đó. Rồi tiếp theo là dì lớn số 3 này. Rồi tiếp theo là dì số 4 này. Rồi tiếp theo là dì số 5 này. Đó, 5 dì thập hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy, nó rất là đều nhau này. Đấy, này mọi người về làm được vài chậu. Hình 31 100.000. Tiếp theo là đến hình 32. 100.000 cho 5 dì lớn nha mọi người. Đấy, ở đây dì đầu tiên này, đấy. Nhỏ nhưng mà nhiều thân tơ đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là dì số 2 này, đấy. Rồi tiếp theo là dì số 3 này, đấy, nó đẹp nha mọi người. Dì số 4 này, đấy. Rồi tiếp theo là dì số 5, đấy, 5 dì thập hoa, đấy, nó đẹp luôn. Rồi hình số 32, 100.000 cho 5 dì thập hoa nha mọi người. Nó đang cho rất đẹp luôn. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em về có các hình lan kiều, kiều mở gà nha mọi người. Đấy, hoa của kiều mở gà đây. Đây là lan kiều cho hoa rất đẹp nha mọi người. Nên em bán giá sưu tầm cho mọi người. Rồi hình số 33 nha mọi người, 150 cho hai dì lớn nha mọi người. Đấy. Rồi đây là dì đầu tiên này. Đấy. Dì đầu tiên của nó nha mọi người. Đấy, gồm có 1 2 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đó, nguyên về nha mọi người. Đấy, dòng này là thân nó vuông xanh nha mọi người. Đấy, thân vuông này, xanh này. Đấy. Còn cái dòng mà cái thân kiểu cam nó là thân nó tròn nha mọi người. Đấy, này là thân xanh vuông. Đấy. Đó, thân của nó vuông nha mọi người. Đấy, bóng cạnh, góc cạnh này vuông này. Đó. Hay là các mắt hoa nó này, cái mùa tới nó sẽ ra hoa nha mọi người. Đấy, mắt hoa rất nhiều này. Đấy. Rồi, đây là đầu tiên này, tiếp theo là dì số 2 này. Đó, nguyên dì lớn nha mọi người. Đấy, những cái thân như thế này rất là khỏe nha mọi người. Cái này ra hoa có trái như thế này này. Đó, thân vùng xanh nha mọi người, mặt trên này. Rồi mặt dưới này. Đó. Đó, thân vùng xanh. Đấy, cái rất là to khỏe nha mọi người. Đó. Rồi, hai dì kiều mở gà hình số 33 nha mọi người. 150 cho hai dì lớn. Tiếp theo là đến hình số 34, 150.000 cho hai dì lớn luôn. Ở đây là dì đầu tiên này. Đấy. Đó, ra hoa có trái như thế nha mọi người. Trái xanh âm luôn này. Đấy. Rồi gồm có 1 này, 2 này, 3 này, 4 thân tơ này. Đấy, thân vuông xanh nha mọi người. Đó, cây rất khỏe luôn, hàm lượng rất là chất nha mọi người. Rồi tiếp theo là dì số 2 này. Đấy, nguyên dì của nó luôn nha mọi người. Gồm có 1, 2, 3, 4 thân tơ nha mọi người, mặt trên này, mặt dưới này, đó thân vuông xanh này. Đấy. Rồi hai dì nha mọi người, hai dì lớn. Đấy. Hình số 34, 150. Tiếp theo là đến hình số 35, 150 cho ba dì lớn. Ở đây dì đầu tiên này, đấy cũng có 1, 2 này, đó. Vòi hoa cũ nó này. Đấy. Rồi thân của nó vuông xanh nha mọi người.
Rồi tiếp theo là đến về số 2 này. Còn có 1 2 3 thân tơ này, đó. Lá tròn như lá mít luôn nha mọi người. Rồi tiếp theo về số 3 này, nó chìa lớn nha mọi người. Đấy. Lá xếp tầng nha mọi người. Cây lá này rất đẹp này, đó, kiểu lá này xếp tầng này. Đấy, như lá mít luôn nha mọi người. Đó, quá đẹp luôn. Rồi, ba dề lớn kiểu mở gà nha mọi người. Hình 35 nha mọi người. Nó những cái thân to như này, cây rất là khỏe nha mọi người. Hình 35 150. Tiếp theo là đến hình 36 nha mọi người. 150 cho ba dề lớn luôn. Ở đây dề đầu tiên này. Đó, gồm có 1 2 thân tơ này, đấy. Thân rất khỏe nha mọi người. Thân vuông xanh nha mọi người. Đó, mặt trên mặt dưới này, đây là cái mắt hoa đó. Rồi, dề lớn này. Tiếp theo là dề số 2 này, đây cũng có 3 thân tơ này, mặt trên này, mặt dưới này. Đó, thân vuông xanh nha mọi người. Đây là hoa có trái như thế này này. Đó. Rồi, tiếp theo là dề số 3 này, đây dề lớn nha mọi người. 1 2 thân tơ này, đấy. Mặt trên này, mặt dưới này. Đó. Và thân vuông xanh nha mọi người. Rồi, hình 36 nha mọi người, 150 cho 3 dề. Tiếp theo là đến hình 37, 150 cho 3 dề lớn luôn. Ở đây dề đầu tiên này, còn có 1 2 thân tơ này, đó, thân vuông xanh nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến dề số 2 này, đó. Còn có 1 2 3 ở mặt trên này, mặt dưới này. Đó, nãy mọi người về lấy giống này cái bữa nó lên cây con ở dưới này này, đó, kiều nó mọc liên tục nha mọi người. Rồi tiếp theo là về lớn số 3 này. Còn có 1 2 3 4 5 6 thân tơ nha mọi người. Mặt trên này, mặt dưới này. Đó, thân nó vuông xanh nha mọi người. Đó. Đây là những mắt hoa lắm, của tới nó sinh nở nha mọi người. Rồi, hình số 37 nha mọi người, 150 cho 3 dề lớn. Tiếp theo là hình số 38 nha mọi người. 150 cho 4 dề. Đó. Rồi đây là dề đầu tiên này. Đấy, dề lá rất đẹp nha mọi người. Đấy. Lá nó đẹp này. Đấy. Mặt trên này, mặt dưới này. Đó, thân vùng xanh này. Rồi tiếp theo dề số 2 này. Đấy, cũng có 1 2 thân tơ này, đấy, thân vuông xanh này. Rồi dề số 3 này, đấy cũng có 1 2 3 thân tơ này, đấy, thân vuông xanh nha mọi người. Dề số 4 này cũng có 1 2 3 4 5 thân tơ này, đó. Mặt trên mặt dưới này. Đấy. Rồi, hình này là hình 150 cho 4 dề đẹp nha mọi người. Tiếp theo là đến hình số 39, 150 cho 4 dề lúng. Rồi đây dề đầu tiên này, đó. Thấy nhiều thân tơ này, đấy, thân vuông xanh nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là đến dề số 2 này, mặt trên này, mặt dưới này, đó, thân của nó vuông. Rồi tiếp theo dề số 3 này, đó, mặt trên này, mặt dưới này. Rồi tiếp theo dề số 4 này, đây cũng có 1 2 3 thân tơ này, đó, thân vuông xanh nha mọi người. Rồi hình 39, 150 cho 4 dề. Tiếp theo là đến hình số 40, 150 cho 3 nguyên bản nha mọi người. Rồi, đây là cây nguyên bản đầu tiên này. Đó, còn rất là nhiều thân tơ nha mọi người. Thấy ngồi tự nhiên thì nó mọc như thế này thôi. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 2 này. Đây này cũng nhiều thân tơ này, mọc hai vị trí nha mọi người. Đó, mặt trên này, mặt dưới này, đây quánh trời thân tơ luôn. Này mọi người về không cần phải ghét. Đấy, tiếp theo là cây nguyên bản số 3 này. 1, 2, 3, 4, 5 thân tơ này. Đó. Đây mặt dưới nè, đó. Rồi, cây nguyên bản về không cần phải ghép nha mọi người, 150 cho 3 nguyên bản. Tiếp theo là đến hình số 41, 100.000 cho 3 dề nha mọi người. Ở đây là dề đầu tiên nè, đấy. Còn có 1 2 thân tơ nè, đó. Rồi tiếp theo là đến dề số 2 nè, đó. Dề số 2 còn có 1 2 3 thân tơ, thấy những thân như thế này thì nó dài rất là khỏe nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây dề số 3 này, còn có 1 2 3 thân tơ. Mặt trên mặt dưới này, đó, thân vuông xanh đó nha mọi người. Rồi, ba dề kiều này 100 nha mọi người, tìm bán người về sưu tầm hình bóng 41 100.000. Nha đây, tiếp theo. Là đến hình số 42, 100.000 cho 4 dề nha mọi người. Ở đây dề đầu tiên này, còn có 1 2 3 thân tơ nha mọi người. Rồi tiếp theo thì dính về số 2 này. Đây cũng có 3 thân tơ nha mọi người. Thân vuông xanh này, cây rất là khỏe nha mọi người. Rồi tiếp theo là đính về số 3 này. Đấy, còn có 1 2 3 thân tơ này, đấy, thân lớn nha mọi người. Mọi người phải trồng nó lên cây con mất. Rồi về số 4 này, đó, 4 dề nha mọi người. Rồi, hình số 42, 100.000 cho người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình 43, 100.000 cho 5 dề nha mọi người. Ở đây dề đầu tiên này, đó.
này là kiểu ấy nhé mày, cái này kiểu cánh tua. Rồi tiếp theo về số 2 này. Rồi tiếp theo là đến về số 3 này. Rồi tiếp theo là đến về số 4 này. Đó, lớn nhé mày, đang nhận thân như này rất là khỏe nhé mày. Theo là về số 5. Đó, 5 về kiều nhé mày. Rồi 100.000 nhé mày về sưu tầm. Những thân to như này khỏe này. Hình 43-100. Tiếp theo là đến hình 44-100.000 cho 6 về nhé mày. Rồi đây là về đầu tiên này. Đấy, rất khỏe nhé mày. Rồi tiếp theo là đến về số 2 này. Này hai thân tơ này. Rồi tiếp theo là đến về số 3 này. Đó, nó khỏe ra hoa có trái về số 4 này. Đấy, về số 5 này hai thân tơ này, về số 6 này. Đó, rồi 6 về nha mọi người, 6 về 100.000 cho người về sưu tầm. Đồng người về ghép thì còn nó lành hết nha mọi người. Hình 44-100. Rồi tiếp theo là đến hình 45. Đấy, 100.000 cho 12 về. Đây về đầu tiên này. Đấy, tiếp theo thì đến về số 2 này. Đó, rồi tiếp theo là về số 3 này, về số 4 này. Đấy, về số 5 này, về số 6 này, về số 7 này, về số 8 này, về số 9 này, về số 10 này, số 11 này, số 12 này. Đó, 12 về hàng giống nhé mày. Đấy, hình 45-100.000 cho người về sưu tầm. Dạ rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có lan kiếm xích ngọc nha mày, lan kiếm cho hoa rất đẹp nha mày. Cái dòng này dòng phong lan đấy, một cái đen cây nha mày. Đấy, hình 100.000 cái gì lớn nha mày. Đây một cái gì rất là to như thế này nha mày. Đó, kiếm xích ngọc thì cũng rất đẹp nha mày. Đây là hoa có trái như thế này này. Đấy, dòng này thì mọi người về trồng lên chậu nhìn rất là đẹp nha mày. Đó, này thì lá nó không có rủ, nó giống như cái lá tre này kìa. Đó, mọi người về trồng đấy, cái con rồi nó ra rồi hoa rồi nó sẽ như vậy đấy, dây lớn như vậy đấy. Những dây lớn như này thì tới lúc nó ra hoa thì nó ra hoa được nhiều nhé, thì nó sẽ rất là đẹp như vậy. Dây này dây tròn đấy, tròn này nha mọi người, ghép nó xung quanh nhìn nó đều đặn hết như vậy. Rồi hình 46-100 như vậy. Tiếp theo là đến hình số 47-100.000 rất ngọc và lan hắc mao như vậy. Đây là hắc mao này, là hắc mao hoàng rất đẹp như vậy. Ở đây hắc mao đây, rồi nguyên một dề lớn như vậy. Đấy, cái này thì tới mùa hoa của nó thì nhìn nó rực rỡ luôn như vậy. Đấy, nguyên dề thì nó lên cái con cũng nhiều, ra hoa cũng nhiều luôn như vậy. Đó là hắc mao này. Rồi một lan dề lan kiếm xích ngọc như vậy. Đó, cái rất là đẹp như vậy. Cái này lên cái con này, cái con này nức lắm, nó ok đấy. Rồi hai loại lan hắc mao và kiếm xích ngọc như vậy. Cái hình này hình 100, hai loại lan mà phải sưu tầm. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em một loại lan này, nó là lan hoàng thảo giả phi nhưng mà dòng này thì nó lâu lâu nó mới có được ít về như thế này nhưng mà. Rồi thì cây này nó cũng rơi vào hoa nở tết nhưng mà đấy, một số cái là nó cũng đang lên nụ nhưng mà đây này. Đó, đây, nụ của nó này, nụ của nó này. Đó, nó vào nhịp xuân nhưng mà cái này cũng có thể là hoa chờ tết luôn. Rồi một cái về nó lớn nhưng mà nãy về này về 48 nhưng mà về lớn 300 nhưng mà. Rồi, cây nguyên dề của nó luôn. Đấy, thì lâu mới có một cái dề phi to như thế này nha mọi người. Đấy, thế đứng chậu rất đẹp nha mọi người. Đấy, thì mọi người về ghép trồng. Đấy, một số cái thì nó gần sưng cái mắt hoa này nha mọi người. Đấy, gần ra hoa rồi. Đấy, rồi nguyên dề to đẹp nha mọi người. Đấy, này trồng thế đứng chậu rất đẹp luôn. Đấy, rễ nó ra cũng rất đẹp luôn nha mọi người. Rồi, nguyên dề lớn. Đấy, này thì nó nứt cây con này nó nhiều nha mọi người. Những dề to như thế này, hình 38. Vậy là dề 300 nha mày. Tiếp theo là đến hình 49-150 cho hai dề lớn nha mày. Rồi đây dề đầu tiên này, còn có 1 này, 2, 3, 4, 5 thân tơ. Đấy, một số cái nó nụ lên nha mày, này, nụ của nó này. Đó, và cây con này nữa. Đó, rồi tiếp theo dề lớn số 2 này. Đấy, dề này thì cũng thế nha mày, không cũng như thân tơ nha mày. Không mất đây. Rồi, hai dề lớn 150 nha mày. Đấy, đang còn thảo giả phi nha mày. Tiếp theo là đến hình số 50-150 cho hai dề lớn nhé mày. Ở đây dề đầu tiên này, phải thân lớn dài nhé mày. Đấy, rất đẹp, này mọi người trồng lên chậu ok luôn. Đấy, tiếp theo là dề lớn số 2 này. Đấy, cái này đang nụ hoa nhé mày. Đấy, đang nụ hoa. Đấy,
Rồi 2 giờ lớn nhé mày, 2 giờ lớn hoàng thảo giả phi, hình này hình 150 nhé mày. Rồi tiếp theo là đến hình số 51 nhé mày, 150 cho 5 về. Rồi đây về đầu tiên nè, đó. Rồi tiếp theo là đến về số 2 nè, 2 giờ lớn số 2 nè. Rồi tiếp theo về số 3 nè, rồi về số 4 nè, rồi về số 5, 5 về nhé mày, 5 về hoàng thảo giả phi. Đó. Rồi hình số 51 150 nhé mày, người bị sưu tâm. Rồi hình 52 này, combo lồng sầu gồm có nhiều loại lan để em bỏ vào đây. Đầu tiên là cây nguyên bản kiều cánh tua nè. Rồi tiếp theo là lan hoàng thảo tập hoa nè, hoàng thảo tập hoa nè, đây là hoàng thảo tập hoa nè, tập hoa luôn nè, nó đang tập hoa luôn nhé mày, tập hoa nè. Rồi tiếp theo là lan giáng thu nè, rồi gấm thượng hải nè, gấm thượng hải nè, rồi lan giáng thu nè, gấm thượng hải nè, rồi lan tóc tiên nè, rồi lan cho hoa cũng khá là hay nhưng mà đây, hoa phân nhánh này nó ấy rồi, đây, nó gần tàn rồi nhưng mà để gió. Rồi tiếp theo là một cây lan cẩm báo nhưng mà nó rất đẹp nè. Rồi về kiều cánh tua nè, đây hoa màu vàng nhưng mà đây về kiều cánh tua nè. Rồi lan nguyên bản lan này nó cũng giống cái dòng tục đoạn nhưng mà tục đoạn đây. Cây bonsai cũng rất đẹp nhưng mà đấy. Rồi kiếm xích ngọc này, đấy, kiếm xích ngọc này. Rồi lan đại bạch hạt nha mọi người. Combo lồng sộn này 100.000 hình 52 nha mọi người. Đó hình cuối cùng ngày hôm nay nha mọi người. Rồi. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070-611-5694. Thì trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi thống nhất với ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Rồi mọi người nhận hàng thì thanh toán 30k ship là xong nha mọi người. Rồi một lần nữa thì ma xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ cái kênh quen đôi suốt thời gian vừa qua. Để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em, thì người ta đã bỏ chút công sức vào rừng hãy nhớ nhìn lan về cho người sưu tâm. Và em xin chân thành cảm ơn. Rồi chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Em xin phép dừng clip tại đây và hẹn mọi người ở những video bán hàng tiếp theo nha mọi người. Rồi em xin phép chào tất cả mọi người ạ. Rồi.